Vết tơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm là một vết tơ có góc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài. Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan. Em đang lặng nghe rồi, theo một tỷ tích nào đó. Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh hoa mềm. Tôi thương bà. Gì? Cho tôi mượn đồ cột tóc của bà nghe. Gì vậy? Sao tự nhiên bữa nay đồ cột tóc? Tại tôi cứ định lộ rồi. Cố lên nha, chúc thành công nha. Muốn cua rớt của tao đâu có dễ. Được lắm, hãy đợi đó. Từ đây qua đó là dài 4 mét, chiều cao căn phòng là 4 mét, suy ra đây là hình vuông. Giáo viên mỗi lần quay xuống giảng bài tầm 15 giây. Quan trọng nha. Quay lên viết bảng tầm 6 chữ, vị chi là 10 giây. Áp dụng định lý Pythagore để suy ra hướng bắn thì góc bắn cần bắn. Áp dụng định lý Newton để ước lượng sức bắn của bản thân mình. Thằng nghĩ trước mặt tạo ra gió với vận tốc 60 m/s. Ok. Tập trung. Đâu phải chỉ có các em mới biết kéo thả bắn, kéo lực thả tay, bắn bay dương phấn.